Alo alo, chào quý vị và các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là dinh Thống Nhất này. Các bạn bên nhìn kia thì có những các cái đoàn khách du lịch nước ngoài, họ đang tới đây để chơi, tham quan. Và đây thì tập trung rất là nhiều các cái du khách của các cái nước như là mình nghe thì thấy có tiếng Pháp này, tiếng Nga này và tiếng Trung. Rồi này, hồi nãy thì mình có hỏi thăm thì có một số người là Phần Lan luôn á. Đó. Rồi. À, đây là những các cái du khách người nước ngoài đây cả nhà ơi. Chúng ta sẽ coi cái phòng này á. Phòng tiệc à? Đây là kiến trúc rất là đẹp các bạn. Đây thì có rất là đông các cái du khách quốc tế, họ cũng sang đây để tham quan. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp à. Đây có cái phòng này, ở đây chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới này. Đây là cái phòng, tên gọi của nó là phòng Trình Quốc Thư nhé cả nhà. À, và trước năm 1975 thì là có rất là nhiều các cái gọi là đại sứ quán ở Sài Gòn, họ đến họ trình cái ủy nhiệm thư cho Tổng thống. Và trong cái ở đây thì có một cái bức là Bình Ngô Đại Cáo. Và vào cái ngày 18 tháng 4 năm 1975 thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản. Ông này ông tên là ông Hiroshi Hitoshi. Đó. Đây chúng ta sẽ coi thử ở đây á. Đây là cái bức tranh Bình Ngô Đại Cáo này. Đó. Rồi và ở cái phía sau này là cái khu của gia đình Tổng thống đó cả nhà. Khu của gia đình Tổng thống. Thì ở đây thì có một cái hòn non bộ này. Hòn non bộ. Hòn non bộ ở đây cũng khá là đẹp. Đó. Đây có một cái hòn non bộ. Đây, bác này bác đang say sưa tác nghiệp. Đó, bác ấy tìm những cái góc cạnh. Đây thì có cái phòng ngủ. Phòng ngủ của Tổng thống. Thì chúng ta xem Tổng thống ngủ và chúng ta ngủ thì nó có khác nhau gì không ha. Đây thì có một cái bộ bàn ba ghế này. Một cái tủ treo này. Kia thì có cái gương, lật lên thì là cái gương, là cái giường ha. Trong là nhà vệ sinh. Đó. Đây thì có các cái bình gốm để cho họ trang trí ha. Rồi, đây cũng có những các cái du khách người nước ngoài, họ cũng qua đây để họ coi. Họ có vẻ họ cũng rất là thích ở đây. Đây bác này, bác ấy đang chụp tiếng róc rách, nước chảy róc rách. Cái hòn non bộ ở giữa một cái tòa nhà cao tầng. Thật là tuyệt vời không quý vị và các bạn. Đây là các cái con này là con gì đó, con nghê đá đó. Đây là cái con nghê đá thì phải. Còn cái khu này là hòn non bộ đây, chúng ta cũng có thể ra sát đến cái hòn non bộ này đó. Đây nước chảy róc rách nha các bạn, tiếng nước chảy róc rách ngắm hòn non bộ.
Đây là cái phòng ngủ. Phòng ngủ. Đây có 95 phòng tất cả. Rồi. Mọi người ai đi tới đây thì họ cũng muốn lưu lại một số các cái kỷ niệm mà. Đó, phòng ngủ phải nói là cái phòng ngủ của họ tôi thấy mình Tuấn Dương thấy rất là rộng mà. Không biết cái phòng ngủ ở bên Mỹ thì có đẹp như là những các cái phòng ngủ và rộng thoáng như những cái phòng ngủ này không à. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây chút xíu nhé. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Đây thì chủ yếu là khách nước ngoài, khách Tây sang. Đây chúng ta sẽ coi một cái bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế cũ. Bộ này thì có 2, 4, 6 ghế. Đây là cái bức tranh người dân. Đây là chú bé cưỡi con trâu. Mọi người thì đang gặt lúa. Và đây là những cái này thì dụ như là vua đi săn về. Đây là hình một cái con thuyền. Còn vua đi săn về thì kia là cái sừng, không biết là sừng hươu, sừng nai gì đó các bạn. Đây thì đầu các cái con bò, trâu. Đây là ngư dân tập tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngư dân tỉnh gì đấy, không biết. Còn kia là chân các cái con voi á. Chân các cái con voi. Đó, ta sẽ coi chân các cái con voi này. Rất là lớn nè. Minh Quang. West Việt Long. Ở kia là các cái sừng hươu, sừng nai cả nhà. Đây thì thường du khách ở đây thì đa số là những cái khách quốc tế và khách họ thích Việt Nam á. Một cụ kia ở đây là một người này. Đây họ kêu không đi lên cỏ. Đây là sau lưng của cái tòa nhà. Họ nóng bộ đấy. Nhìn rất đẹp á cả nhà. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vô đây. Cái khuôn viên ở đây phải nói rất là rộng và đẹp. Đây, chúng ta đi cái cạnh bên của cái tòa Khánh Tiết. Đây là có cái bức là Bình Ngô Đại Cáo, tức là sông núi nước Nam thì vua Nam ở. Và rành rành thì đã định tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm và chúng bay sẽ bị oánh tơi bời. Đó là một vài cái câu trong cái bài Bình Ngô Đại Cáo mà Tuấn Dương nhớ. Bây giờ cũng không biết là của tác giả nào à. Ta sẽ đi nhìn ở đây coi nhé. Đây, dưới cái thảm cỏ xanh rất là đẹp á. Rồi chúng ta sẽ đi. Vậy là chúng ta đã đi xong một vòng phía đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây phía đằng trước, và trước khi chuẩn bị sẽ đi lên lầu á. Rất là đông các cái du khách họ tới đây. Mình đi thì cũng giống như là những cái người khách du lịch. Thực ra thì mình ở đây thì mình cảm thấy nó rất là thường, rất là bình thường. Nhưng mà tuy nhiên thì
quý bà con cô bác ở hải ngoại thì có vẻ như là không phải là lúc nào cũng có cái điều kiện để mà về đây để mà tham quan, nên chính vì thế thì Tấn Dương muốn nó để ghi lại các cái khoảnh khắc giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về cái dinh Độc Lập, cái nơi mà ngày xưa nó đã từng làm cái điểm đến thú vị. Đây là phòng làm việc của Phó Tổng thống này. Không biết cái tượng cái người phụ nữ kia là ai, không biết có phải bà Trần Lệ Xuân không. Đây là cái phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ, ông này là bố của Kỳ Duyên đây. Ông này hình như ông ấy mất rồi thì phải. Đó. Trên bàn kia có một cái đài này, Nan Tion Nan này, tủ sách này. Ông ấy ngồi đây, ông ngồi cái ghế, ngày xưa ông ngồi ghế dựa này, điện thoại, gạt tàn thuốc lá này. Hình cái máy bay, ở đây là cái hình này này không biết là ở đâu đây ta. Và đang ở đây thì cái phòng làm việc của ông ấy thì cũng nhìn ra ngoài. À, các bạn đấy, nhìn ra ngoài, nhìn ra cái hồ, nhìn ra cái đài phun nước này. Không biết ngày xưa thì trước mặt dinh nó có cái dinh, có cái đài phun nước này chưa thì Tuấn Dương không biết đâu. Thì rất là mong quý bà con cô bác hãy biết thì hãy comment giúp Tuấn Dương nhé. Đây, bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đi qua lối này để đi lên lầu của ba. Cái khu này thì chúng ta đi lên cái phòng ngủ của Tổng thống này. Rồi hình như là đi đến không biết là lên lầu 3 thì đi lối nào, tôi cũng quên nữa rồi. Có một cái đường để chúng ta đi lên lầu. Ồ, đây là họ ngày xưa đã làm bằng kính rồi á. Rất là đẹp. Ồ, đây là cái phòng ngủ của Tổng thống này. Trời ơi, các bạn thấy tuyệt vời không? Ông này này, này các cái giá giày của ông ấy là ông ấy nguyên một cái dãy này, rất là nhiều giày. Còn quần áo của ông ấy, trời ơi, nhìn này, một cái dãy tủ luôn. Tức là trên này còn có ngăn nữa nha các bạn. Chứng tỏ cái phòng ngủ của Tổng thống mà ông ấy thay đồ thế này thì nhìn cũng rất là ok á. Đây là các cái gương, ngày xưa đã có cái gương này, các bạn nhìn này, nó gấp ra gấp vô này để chúng ta có thể coi được á. Đó, gương gấp ra gấp vô á. Đây là các cái móc để treo các cái áo của ông ấy. Phòng ngủ Tổng thống. Trời ơi, đúng là Tổng thống sướng quá. Đây có một cái chiếc tivi cổ này các bạn. Đây là một cái chiếc tivi cổ. Phải nói đi một cái phòng này thì không biết đến bao giờ mới hết đâu. Trên kia là một cái bức ảnh, mình cũng không biết là bức ảnh đấy là ai. Rồi đây chắc là cái bàn này là bàn trang điểm của vợ Tổng thống đấy cả nhà. Đó, bàn này có lẽ là cái bàn trang điểm của vợ Tổng thống. Và đây là cái nhà vệ sinh của Tổng thống ấy. Ôi, nhìn cũng rất đẹp đó các bạn. Thấy có hai bồn cầu này, phòng tắm này, à cái bồn tắm này, và mấy cái chỗ chậu rửa mặt. Đó. Ở đây thì cái căn góc này có thể nhòm ngó ra các nơi ra. Rất là nhiều cửa sổ. Và một cái chiếc đồng hồ cổ này, cái giường. Đây là hình ai đây? Không biết hình một cái người phụ nữ nào. Đó. Rồi đây thì phải nói cái kiến trúc rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào đây. Ở đây rồi còn có cả các cái nơi mà tập bắn nữa cơ. Trước Tuấn Dương đi thì có nhớ là có những cái nơi để tập bắn. Đây, chúng ta sẽ đi lối cầu thang. Lên lầu 3 đi lối này. Chúng ta sẽ đi lên sân và máy đỗ trực thăng. Chia
Đấy, lên đây thì chúng ta sẽ gặp cái bãi đáp trực thăng. Đây là cái phòng này chắc là các cái phòng yến tiệc đấy cả nhà. À, kia hình như là cái quầy dạng như quầy bar đó cả nhà, quầy bar. Rồi đây là các bà chơi mặt trược này, chơi mặt trược thì ngồi đây, chúng ta sẽ gần đây để coi nhé. Đây, quý bà ngồi đây chơi mặt trược này cả nhà. Có cái phòng này để ăn chơi thôi, rất là rộng ạ. Đây, du khách người nước ngoài họ vẫn đang tới đây rất đông. Cái khúc dưới này thì là cái bãi đỗ trực thăng. Đây, đỗ trực thăng của Tổng thống đấy, số 45. Đó, chiếc trực thăng đây các bạn. Đó, số 445. Đó, đây là nơi để mà Tổng thống đi ra để đi nhá. Đây là cái bãi đáp trực thăng. Để nói họ xây dựng rất là hiện đại. Còn đây là cái phòng chiếu phim này. Các bạn nhìn này, họ cách âm rất là tốt đây. Cửa rất là dày, họ cách âm. Và đây thì chiếu phim hoặc là diễn kịch thì mình sẽ ở đây nhá. Đó. Cũng có cái phòng này, ghế này, toàn bằng nhung. Rồi có cả các hệ thống sưởi cũng như là làm mát đây. Nhìn rất là đẹp. Kia Tổng thống sẽ đi ra máy bay để bay vòng vòng, tức là thực hiện các cái chuyến công tác đi đâu đó. Đây, lối này thì không có cho chúng ta đi ra. Đó. Chúng ta chỉ đứng ngoài ngắm ở đây là nhìn xuống dưới cảnh, phải nói là cảnh ở đây thì rất là đẹp, tuyệt vời. Các kiến trúc sư mình rất là phục họ, có những các cái tài thiết kế rất là tuyệt vời. Đây là phòng khách của phu nhân Tổng thống này. À, đây bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân Tổng thống tiếp đại sứ Pháp. Đó, Tổng thống là phu nhân của Nguyễn Văn Thiệu là bà Nguyễn Thị Mai Anh, bà ấy sinh năm 1930. Và con của một gia đình làm nghề y công giáo. Năm 51 thì bà kết hôn với Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và có 3 người con. Con gái là Nguyễn Thị Tuấn Anh, hai con trai là Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Thiệu Long. Đó. Phòng trang trí rất là đẹp. Trên kia là cái tượng ba ông là Phúc Lộc Thọ này. Các cái đèn các bạn nhìn, cái đèn theo cái kiến trúc cũ. Đó. Đây là bàn ăn nè. Họ trang trí, họ làm cũng kiểu cách cũng rất là đẹp. Còn đây là cái máy sưởi rồi những cái gì đây thì thực ra Tuấn Dương cũng không biết. Hình nó trừu tượng quá. Đi với Lý Hương là Lý Hương bỏ đi đâu rồi ấy. Nên là chịu. Đó. Đây bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi rồi đây là thư viện nhá. Lát xíu sẽ quay ra để đi lên tầng 3 nhá. Đây là thư viện nữa cả nhà. Thư viện thì có rất là nhiều các cái cuốn sách này. Ồ, Việt Nam văn minh sĩ này, văn cổ, văn học. Rồi cái gì đây? Văn minh, nhà văn hiện đại. Ồ, những cái cuốn sách cũng rất là lâu đời rồi. Đây trên kia là cái tượng của ông Khổng Tử này. Một cái phòng đọc sách này cũng rất là đẹp. Nó cũng có cái view góc nhìn ra các nơi nhá. Trên đây là những cái giá sách, cái sách về mỹ thuật, thảo vẽ cổ sử Trung Hoa. Cái cuốn sách thì đã bị sờn rồi nhá. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Đây bà này vợ của Tổng thống Thiệu, bà sinh năm 30.
Rồi, phía đây mặt trước của lăng đây, chúng ta mặt trước của dinh. Trời ơi, nhìn rất là đẹp ạ. À, tuyệt vời. Ồ, đây những cái cô gái mặc áo dài này các bạn này, nhìn này, đẹp không?